Yo, yo, yo. Hello nha, chào mọi người nha, chào mọi người quay trở lại với channel mình là Từ Từ Đường Phố đây, rất mọi người nha. Xin chào tất cả anh em game hải tạo đại chính nhất, là mình đây Từ Từ Đường Phố đây, rất mọi người các bạn ạ. Ok, quay lại clip ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu video, cho anh em xem video về nha, đừng quên là share, thôi đăng ký kênh, nó đăng ký bên góc phải mình sẽ mọi người rất nhiều. Ngoài ra không biết anh em đã tham gia event tặng ạc chưa nhỉ? Event tặng ạc mình đang ở video buổi sáng đó, bạn nào chưa tham gia thì chính thủ vào tham gia nhé. Đó, ở video buổi sáng nha các bạn nha. Ok, còn nó quay trở lại video trưa nay thì chúng ta sẽ làm về một vấn đề được anh em quan tâm rất là nhiều. Mấy ngày nay thấy một số bạn comment mình quên mất. Mấy hôm rồi mình chưa làm video tổng kết tổng tổng hợp code cho anh em nhờ. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video tổng hợp code và qua bên server mới để xem hiện giờ bên qua server mới còn nhận được 50 60 thùng bia không nha các bạn nhá. Và nếu nhận được thì chúng ta nhận như thế nào. Ok. Đầu tiên thì ở bên game nó mới ra một cái code mới anh em. Buổi sáng mình có xe rồi, mấy là anh em đã nhập chưa? Mà là chưa nhập thì nhập nhá. Đây. Group 70k rồi nè. Đó, cái bộ này thì nhận được một cái cũng khá là ngon các bạn đây. Đấy, một 600 thuốc hoán đổi này, một bộ sói xanh. Đấy, quá là ngon các bạn. Nhất là con nào mình đang thiếu anh em. Bây giờ như bên game 16 17 cốt lận các bạn, không biết là mười mấy cốt để tí mình đi test thử xem bây giờ bên game còn bao nhiêu cốt anh em nhá. Trang bị mặc. Đấy, mang nguyên bộ sói xám vào anh em, xịn son bò hẳn lên. Thế là lại ngon. Bây giờ thì mình sẽ qua xem mới nạp ạc để bắt đầu đi tem này. Hiện giờ bên game còn bao nhiêu cốt và bây giờ qua bên xem mới còn nhận được nhiều quà như bữa trước không nha các bạn nhá. Ok, tài khoản mật khẩu đây anh em nhá, lại thứ 212 ạ. Đấy, mật khẩu Ý Khuân, tài khoản mình thêm số 2 vào thôi. Không được, không được thêm số 1 vào. Ok, giờ mình cày nha, đến phần nhập cốt mình sẽ quay cho anh em xem ạ. À và ngoài ra mình cày S115 nha, nên như bác nào thích nghe ạc chơi. Ok, giờ chúng ta cũng đi test code nha các bạn nhá. Xem hiện giờ bên game còn bao nhiêu code ạ. Lâu lắm rồi mình cũng không test, không biết là bên này bên game có bao nhiêu code. Bữa nay hết hạn hai cái rồi. Bữa là nó hết hạn hai cái rồi anh em, nhưng mà mới gần đây lại ra, nhưng lại ra hai cái anh em. Giờ như lại còn 16 code phải. Mình cũng đếm sơ qua rồi, hai rồi. Ba code này, mấy code này mình có để dưới phần mô tả nhá. Nên là mình cũng không có nhiều. Ba rồi, bốn này. Rồi, một cái hết anh em. Cái này chắc cũng hết luôn. Rồi. Mới được 3 cốt anh em. Vậy là 2 cốt hải tặc đại chiến và quên TikTok đại chiến và TikTok 5k. TikTok hải tặc đại chiến 5k và TikTok đại khái là 2 cái hết rồi anh em, thế cho nhanh. Rồi, cái thứ 4 này. Cái thứ 5. Cái thứ 6. Cái thứ 7. Cái thứ 8 này. Bây giờ còn bao nhiêu cái nhỉ? 9 này các bạn này. 10. Một. 12. 13. 14, còn 14 code rồi anh em. À, nhắc mình nhớ tí mình sẽ share cho các bạn một ít code nhá. Ok, giờ chúng ta còn 14 code có đẹp. Vấn đề này vẫn chưa là quan trọng. Vấn đề quan trọng là bên game còn tặng chúng ta bao nhiêu quà anh em. Để nhận quà thì các bạn mình nói các bạn rồi thoát ra và vào lại nhá. Giờ mình sẽ thoát ra vào lại game ạ. Rồi ok anh em, giờ chúng ta cũng đi kiểm tra nào. Ô, vẫn nhận được quà này anh em này. Vẫn nhận được mốc 1 khoa, 2 khoa này. 300 nữa này. TikTok hải tặc đại chiến. Rồi, quà VIP. Ok, vậy là chúng ta vẫn nhận được cơ bản là vẫn ngon anh em. Và tất cả quà thì chúng ta vẫn nhận được 4k kim cương, 13 thùng bia anh em, vẫn Ý Khuân ạ. Ok, chúng ta vẫn nhận được Ý Khuân và giờ còn nhận thêm một bộ sơ sách. Ô, vẫn vậy anh em. Nói chung là vẫn kiểu vậy. Đây, giờ thì kim cương đây rồi, kim cương. Ui, được hai thùng bia anh em mà may vẫn đủ kim cương các bạn nhá. Tí nữa sấp mặt ạ. Mình nhìn thấy anh em may vẫn đủ kim cương đấy các bạn, vẫn đủ 5k kim cương các bạn, tí là sấp mặt luôn. Tí sấp mặt luôn đấy các bạn. Chúng ta có 55 thùng bia luôn ạ. À. Mới vào có 55 thùng bia luôn. Rồi thêm 6 thùng bia nữa các bạn. Ngon lành. Ok, giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vui chơi sự kiện nào. Thuốc hoán đổi. Thuốc hoán đổi giờ thì mình nghĩ nên đổi đồ nào ta. Đồ này chúng ta là có kim cương. Còn ở đây thì không có anh em. Thôi giờ chơi này trước đi anh em. Sấy nhẹ này 10 hộp đi. 11 hộp. Đánh boss, chúng ta đánh một lần boss rồi này. Ăn boss luôn anh em. Ăn luôn một lần boss ạ, à. Nhận thưởng.
Rồi, đường Nam Dương đất liền ngon các bạn. Đường Nam Dương đất liền ạ. Dùng nào, có kim cương không? 200 kim cương, 400 kim cương, 600 kim cương anh em. Bù lại kim cương đấy bị mất chứ. Nó phải bù lại cái kim cương đấy, nó lấy của mình đi chứ. Ủa, không ra trang bị à? Bữa em mở trang bị khó đấy nhờ. Mình vừa nhìn thấy có vẻ như là mình bị thiếu mất một ít đấy anh em. 8 thùng bia đổi. Rồi ok, chúng ta sẽ vào đi chiêu mộ đặc biệt chứ anh em nha. Làm 50 thùng bia trước các bạn. Sấy nhẹ 50 thùng bia trước. Sấy nhẹ 50 thùng bia, cốc bia vàng trước chứ. 50 cốc bia vàng cho anh em. Không, hôm bữa hôm qua mình vừa mới xem phim. Mấy nay mình đang vừa mới xem phim anh em. Mình cũng muốn hiểu qua về game rồi. Bắt đầu chúng ta hiểu qua game. Mình thấy cái đảo hành trình mà nó đưa cho chúng ta đi ấy, là chuẩn luôn, nó chuẩn trong phim luôn các bạn. Có thể thay đổi một số cái nhưng mà mình thấy cũng khá là chuẩn, giống y trong phim rồi các bạn. Ok, giờ nhận quà nào. Thêm 3 thùng bia nữa anh em. 10 hiệu đánh boss, chúng ta lại có cơ hội đánh thêm boss lần nữa. Vào phang boss đó các bạn. Phang chết tươi còn boss luôn. Ui, chính ra giờ con xe mới vẫn là ngon các bạn, chưa phải là dở. Trời ơi, vẫn ngon lành cành đào lắm các bạn ạ. À, làm 5 cái này về anh em. Rồi, rồi ok. Có nhận được quà không? 6 các kim cương có quà. Ui, được 64 thùng bia rồi anh em. Xịn thật sự ạ. Nhưng mà giờ có 64 thùng bia thôi à? Không được 80 thùng à? Ừ, giờ làm sao được 80 thùng nhỉ? Giờ được 64 thùng rồi anh em. Ok, 64 thùng cũng ngon rồi. Giờ con xe mới có 64 thùng bia chơi là cũng hơi bị ok rồi các bạn. Ô, còn nhà bà kê luôn ạ. Tiếp nào, xoáy rồi. Ở đây rồi. Tìm mái. Cái này nó cũng ra rồi các bạn, ra được cái cháu ACE này. Phanh kỳ Sanri. Tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Ô, đâu rồi. Ta có một hai cả một cả hai thuốc anh em. Đây anh em, thêm 30 lần nữa đánh boss nữa. Một cả hai thuốc này, xoáy cái này đi các bạn, này xoáy cái này. Và phang con boss phát à. Ui, được hai lần đánh boss rồi anh em, ngon, lại có kim cương rồi. Chúng ta lại có kim cương để tiêu rồi anh em. Lại có thêm thùng bia kìa, ô tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời anh em. Lại được thùng bia anh em, tuyệt vời thật sự ạ. Giờ thì cũng mua cái này thôi chứ làm gì nữa. Tiêu phí kim cương, à giờ mốc 8k thôi các bạn, giờ chỉ có mốc 8k kim cương thôi. Chiêu mộ X1 nào. Ui, nhưng mà 60 mấy lần mà ra được một cháu A xe thôi à. Thế là hơi bị đen đấy các bạn. Thế là hơi bị đen rồi. Mở cái này coi. Ôi, giờ ông chưa có hiến tế nữa à. À, ngon đây anh em, vẫn đủ, vẫn đủ, vẫn đủ, vẫn đủ. Mình tưởng không đủ đây thôi. Ui, cũng được các bạn, ra được Moria nữa, ít nhất cũng vậy. Ok, giờ qua làm con ạc nữa nhá. Giờ xe nhẹ cho anh em 5 cốt cò đe này. Giờ mình sẽ xe nhẹ cho các bạn 5 cốt cò đe, sau đó mình sẽ có xe và mới làm thêm tí nhân phẩm nữa các bạn. À giờ không được à? Giờ chúng ta sẽ giờ mình sẽ xe nhẹ cho anh em 5 cốt cò đe nhá. 1 2 xóa. Ok, đó 5 cốt đây. Còn 3 cốt còn lại tí thì mình sẽ xe lốt cho anh em sau. Đấy 5 cốt đây, các bạn nào nhanh tay nhập giúp mình nhá. Đó, bạn nào nhập được comment thì mình biết ạ. Đó, 5 cốt đây. Ok, giờ thì mình sẽ qua xem mới mình nhập thêm một con ạc nữa để test nhân phẩm xem sao các bạn. Lần này mình sẽ nhập cốt cứ nhận hết quà xong luôn rồi mình sẽ test nhân phẩm thôi. Tài khoản mật khẩu đây anh em nhé. Alo Huy 12. Alo Huy 12 anh em. Mật khẩu Y Quân. Tài khoản mình thêm số 2 vào được. Không được à? Không được thêm số 1. Không được số 1 à? Không được số 1 thêm số 7. Không được số 7. Cái gì? Rồi là gì? Mật khẩu nãy nhất có 8. Ủa? Mình ghi thiếu à? Alo Huy 12. À rồi anh em, đây. Đó, tài khoản là 116 nha. Ok, giờ mình cài đã, nhập cốt thứ xong mình sẽ quay anh em xem. Ok, xong nha các bạn nha. Ui,
Lâu lâu qua xem mới test nhân phẩm ở đen đấy nhở. Thể bữa nay mình test nhân phẩm xem mới đen đen sao nhá. Mấy anh em test sao cho mình test nhân phẩm đen lắm à. Ok, tiếp tục con hàng nữa nào. Xem là nhân may có thay đổi được tí vận mệnh không nào. Ô, hôm nay có vẻ lần này có vẻ được nhiều kim cương hơn rồi anh em. Được nhiều kim cương hơn à. Vẫn phải mua thằng bia anh em. À đúng rồi, mình đang bảo là mình thử đồ qua đây mình test. À không, không được. Trong, nói chung không được anh em. Thùng bia, chúng ta mới chỉ có thùng bia là vui nhất. Thùng bia là may mắn, thùng bia là 4 năm. À, tất cả chỉ có thùng bia thôi anh em. Không có thùng bia là không làm được tất gì ạ. Chơi thùng bia vẫn là vui nhất. Thật sự các bạn test đâu các bạn cũng sẽ thấy là chơi chỉ có thùng bia là vẫn là vui nhất thôi ạ. 4 thùng à? Uầy, lần này thiếu à? Thôi thì 4 thùng thì 4 thùng thôi, biết làm sao giờ anh em. À, có nhiều chơi bao nhiêu. Không, mình nghĩ là do một phần là mình đi kiểu mình rút thùng bia, mình đi rút cốc bia vàng trước đây này, nên là tí mình qua bên kia mình xoay ấy, nó đen á. Phần này không ấy đi. Thôi đi các bạn. Tí qua cái quay mất công nó đen lắm. Giờ chúng ta sẽ đi chiêu mộ luôn anh em. Đi chiêu mộ đặc biệt luôn đi ạ. 60 lần à. 60 lần. Thể nó đen thế nhờ. Đen thật sự các bạn. Ok, nhưng mà con xe mới vẫn nhận được hơn 50 thùng bia là cũng ngon rồi anh em. Tính ra con xe mới mà vẫn nhận được 50-60 thùng bia là ngon đấy các bạn, không phải đùa đâu. Không, nói chung là về qua anh em, qua anh em nào hứng thú con xe mới vẫn lên. Ui, đen thật sự các bạn, 60 thùng bia mà không ra cái gì này. Đùa như thật đấy ạ. 60 thùng bia mà không ra được cái gì các bạn. Đen đấy nhờ. Đi phang bot coi. Đi phang bot anh em. Chúng ta ăn được 3 lần boss thôi. 3 lần boss cũng được đâu đó gần ca kim cương nữa. Nói chung là không đua tiêu đủ 8k rồi. Cốc bia vàng kìa. À có khi đây nữa, nhận nốt cho này nữa là đủ cốc bia vàng anh em. Nhận nào. Rồi, dương đất điền. Này sẽ quất dương đất điền anh em nhé. Để xem có mở ra được bộ hải âu không. Bữa mình mở ra được một lần bộ hải âu. Đó, các bạn nào mở ra được bộ hải âu chưa? Ra thùng bia. Số bản đổi này, đấy, chơi hết thơ, hôm nay chơi hết cho luôn anh em. Rồi, đổi. Tiêu phí kim cương đến đâu rồi? 5k8 à, thôi không đủ các bạn, không đủ đâu, không trả đủ, đâu bỏ đi. Ui, không ra trang bị luôn ạ. Không ra trang bị luôn các bạn. Thẻ đen thật sự luôn ạ. Cái nhân phẩm mà đen quá. Ô, được 16 cốc bia nữa kìa. Ok, bây giờ mình sẽ share lốt cho anh em mấy cốt cuối nha. Ok, 3 cốt cuối đây anh em nhá. Bác nào nhận được thì comment giúp mình ạ. Ok, clip này chắc mình cũng xin phép tạm thời kết thúc đây thôi. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.